Chào mừng bạn đế với bộ truyện Thần Kiếm Vô Địch tại website nữ hoàng truyện com hay kênh youtube chị Google Đọc truyện truy cập website nữ hoàng truyện com để nghe chuyện mp 3 nhanh hơn. Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 461 đến chương 465. Chương 461, Dương Tiểu Thiên, chuẩn bị xong chưa? Nhìn trước mắt thương thần phủ, Trần Kính, Lý Bích mấy người đều là tâm tình khuấy động. Thương Thần phủ đối với Thương Thần Đại Lục mọi người mà nói là thần thánh chi địa, đối với bọn hắn tới nói càng sâu. Bởi vì bọn hắn năm đó liền là theo Thương Thần phủ đi ra. "Đi, chúng ta tiến vào Thương Thần phủ." Trần Kính vung tay lên, rất là kích động nói, sau đó thu phi thuyền, cùng mọi người hướng Thương Thần phủ bay tới. Thương Thần phủ dò xét đệ tử thấy là Trần Kính, Lý bích mấy người, cung kính thi lễ một cái, sau đó đem Dương Tiểu Thiên một nhóm nghênh mời vào Thương Thần phủ. Trần Kính Dương Tiểu Thiên một nhóm đến, đưa tới thương thần phủ một đám đệ tử chấn động không nhỏ. Không gì khác, chỉ vì lần này trước đến đưa tin trong các đệ tử, ra một cái đả thông toàn bộ huyệt khiếu, có được vĩnh hằng thần thể Dương Tiểu Thiên. Cho dù là có được năm đại đỉnh tiêm thần thể tăng thiến thiến, tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ. Cái kia thiếu niên áo lam liền là Dương Tiểu Thiên, nghe nói hắn năm nay mới 15 tuổi, 15 tuổi liền đế cảnh, thật là kinh người, đây là thiếu niên võ đế A. À thương thần phủ dẫu ớt nhiều đệ tử nhìn xa xa Dương Tiểu Thiên, kinh thán không thôi. Tại thương thần đại lục, chưa tròn 18 tuổi, đều vì thiếu niên. Thế nhưng, có thể tại 18 tuổi trước liền đột phá võ đế, cũng chỉ có Dương Tiểu Thiên. Cái kia chính là thiên thiên tiểu thư, có được năm đại đỉnh tiêm thần thể, không hổ là phủ chủ đại nhân chỉ định tăng ra đời sau gia chủ. Thương thần phủ không thiếu nam đệ tử cũng đều nghị luận tầng thiên thiến. Vạn ninh, quân tiêu giao, tà bất hối, Tiêu hàn bốn người thiên phú mặc dù cũng rất mạnh nhưng là đối với này chúc thương thần phủ đệ tử tới nói còn không tính kinh diễm cũng dẫn tới mọi người kinh ngạc thán phục cũng chỉ có dương tiểu thiên cùng tằng thiên thiên đương nhiên cũng có một số người nghị luận vạn ninh dù sao vạn ninh có thể là mười phần mỹ nhân nhi hơn nữa còn là vạn thần đế quốc công chúa đúng lúc này đột nhiên một đạo kinh người kiếm khí phá không tới không nói xác thực là một người mang bọc lấy kinh người kiếm khí tới hắn liền là kiếm khí, kiếm khí liền là hắn, hắn đã cùng kiếm khí hoàn toàn dung hợp một thể. Đối phương tốc độ nhanh đến kinh người, chớp mắt liền rơi thân đến Dương Tiểu Thiên mấy người trước mặt, cũng ngăn cản Dương Tiểu Thiên mấy người đường đi. Người đến là một người trẻ tuổi, không có bội kiếm, thế nhưng cho người cảm giác, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là kiếm khí, mà lại sát ý cực kỳ kinh khủng, sát ý tựa như thao thiên chi hải, vô cùng vô tận, riêng là hắn sát khí, cũng làm người ta sợ mất mật. Dương Tiểu Thiên cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua sát khí như dẫn nồng đậm người. Này loại sát khí, cũng không phải là nhằm vào chính mình, mà là đối phương bản thân có được. Nhìn người tới, Trần Kính hai mắt ngưng tụ, sát lục con trai, người tới, chính là thương thần lục tử một trong sát lục con trai mạnh bách. Nghe người tới chính là thương thần lục tử một trong sát lục con trai, quân tiêu giao, tà bất hối mấy người đều biến sắc. Mạnh bách cũng không có nhìn Trần Kính, Lý Bích mấy người, đứng chắp tay, ngạo thị lấy Dương Tiểu Thiên. Người chính là cái kia Dương Tiểu Thiên, nghe nói người vĩnh hằng thần thể trí cường vô địch, người có dám tiếp ta một kiếm. Nghe mạnh bách muốn ra tay với Dương Tiểu Thiên, Trần Kính sầm mặt lại, tiếng quát nói. Hôm nay chính là ta thương thần học viện đưa tin ngày, người muốn cùng Dương Tiểu Thiên luận bàn, khác tùy ý con, lui ra. Đối mặt Trần Kính quát tháo, sát lục con trai mạnh bách lại là vẻ mặt như thường. Trần Kính, người mặc dù là thương thần học viện viện trưởng, thế nhưng ngươi không quản được ta trần kính là thương thần học viện viện trưởng là một tôn thực lực mạnh mẽ thần linh thân phận sùng bái nếu là cái khác thương thần học viện đệ tử nhìn thấy trần kính cũng là đại khí không dám thỏ thế nhưng lúc này sát lục con trai mạnh bách đối mặt trần kính quát tháo lại là không có để ở trong lòng dương tiểu thiên chuẩn bị xong chưa mạnh bách quay đầu nhìn về phía dương tiểu thiên nói xong toàn thân hắn kiếm khí tràn ngập sát lục chỉ khí phóng lên tận trời ngưng tụ thành kinh người sát lục cột khí. Sát ý ngưng tụ thành sát lục chỉ trụ, bực này sát ý, kinh người đến cực điểm. Ngay tại mạnh bách muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Càn rõ, chỉ thấy một đạo thân ảnh xé rách hư không, chớp mắt liền rơi thân đến trước mặt mọi người. Người tới, rõ ràng là kiếm thần Tây Long, thấy là kiếm thần Tây Long, trần kính, lý bích đám người mau tới trước chào, liền vừa mới vô cùng cuồng ngạo, không có đem Trần Kính không để trong mắt sát lục con trai mạnh bách, cũng là không còn dám hung hăng càn quấy, hai tay rủ xuống, cung kính nói: "Tây Long đại nhân, mạnh bách, ngươi mặc dù là thương thần lục tử, thế nhưng chỉ cần ngươi vẫn là thương thần phủ đệ tử một ngày, liền phải tuân thủ thương thần phủ quy củ." Tây Long khiển trách quát mắng, còn không lui xuống, mạnh bách không dám nói thêm cái gì, lên tiếng là sau đó thối lui, hóa thành một đạo kiếm khí tan biến chân trời kiếm thần Tây Long thấy mạnh bách sút đi, tầm mắt rơi vào Dương Tiểu Thiên trên thân, vừa mới còn tấm lấy mặt lộ ra nụ cười. Dương Tiểu Tử, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới, một năm không đến, chúng ta lại lần gặp gỡ, là tại thương thần phủ. Dương Tiểu Thiên ôm quyền cười nói, thần dược phế thải, ta thu vào, đa tạ Tây Long đại nhân. Tây Long cười ha ha một tiếng, thu đến liền tốt, phủ chủ đại nhân biết người cần thần dược phế thải, đặc biệt để cho chúng ta thu thập, chúng ta góp nhặt không ít, đang định đưa qua cho ngươi đâu, đã ngươi tới, đảo tránh khỏi đệ tử ta đi một chuyến. Dương Tiểu Thiên nghe xong, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thương thần phủ phủ chủ còn đặc biệt để cho người ta cho mình góp nhặt thần dược phế thải. Sinh mệnh thần quả mặc dù chủ muốn tăng lên khí huyết, nhưng là đồng dạng có khả năng tăng lên thần hải chân nguyên. Đa tà Tây Long đại nhân cùng phủ chủ đại nhân, Dương Tiểu Thiên ôm quyền nói, Tây Long khoát tay cười nói, phủ chủ đại nhân đối ngươi có thể là kỳ vọng rất cao, hy vọng ngươi nỗ lực tu luyện, trong vòng 10 năm, có thể đoạt được đệ tử thi đấu đệ nhất. Định không phụ phủ chủ đại nhân kỳ vọng cao, Dương Tiểu Thiên cười nói. Sau đó, Tây Long mang theo Dương Tiểu Thiên một nhóm mọi người đến thương thần phủ đưa tin chỗ đưa tin. Sau đó, Tây Long lại cho Dương Tiểu Thiên, tăng thiến thiên mấy người an bài ở lại chỗ, nhưng Dương Tiểu Thiên mấy người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tham gia đệ tử mới sát hạch. Đêm đó, Tây Long liền để đệ tử của hắn cho Dương Tiểu Thiên đưa tới một nhóm lón thần dược phế thải. Mà Dương Tiểu Thiên đến đây thương thần phủ đưa tin tin tức, thì tại thương thần phủ trong đám đệ tử truyền ra tói. Lúc này, thủ tịch đệ tử nhậm thiên giã động phủ, ngồi ngay thẳng thương thần phủ một đám hạch tâm đệ tử. Lâm Việt cũng đang ngồi, bất quá lại là ngồi tại cuối cùng nhất. La Chu sợ hãi than nói, không nghĩ tới cái kia Dương Tiểu Thiên vậy mà nhanh như vậy liền đến chúng ta thương thần phủ, thật không biết hắn là tu luyện thế nào cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ tăng mẫn cười lạnh nói hôm nay nếu không phải tây long đại nhân xuất hiện đoán chừng mạnh bách sớm đã đem cái kia dương tiểu thiên ngược đến gần chê siêu thụy hoành cười nói theo mạnh bách tính tình việc này khẳng định không xong hãy chờ xem qua mấy ngày mạnh bách khẳng định lại muốn tìm dương tiểu thiên thử một chút hắn sát thần kiếm đạo ngày mai sẽ là hắn tân sinh sát hạch nhậm thiên giã hai mắt thâm thúy lại xem xem ngày mai dương tiểu thiên tân sinh xá tê hạch thành tích như thế nào. Năm đó mặc khác mới sinh sát hạch, có thể là chọn vẹn săn giết 10 vạn đầu đế cảnh hung thú, phá vỡ thương thần phủ ghi chép. Đến nay, hắn vẫn duy trì thương thần phủ tân sinh khảo hạch cao nhất ghi chép. chương 462, chỉ cần tám quyền dương tiểu thiên nhìn xem Tây Long đệ tử đưa tới một nhóm lớn thần dược phế thải, cực kỳ kinh hỉ nhóm này thần dược phế thải, sau lúc trước Tây Long đưa cho hắn, còn muốn lớn hơn không ít. Như là sinh mệnh thần quả toàn bộ thôn phệ hết, hẳn là có khả năng mọc ra bốn cái sinh mệnh thần quả. Xương Tiểu Thiên không do dự, lúc này đem hết thải thần dược phế thải cho sinh mệnh thần thụ thôn phệ. Ngày kế tiếp, Xương Tiểu Thiên sáng sớm dậy, luyện một hồi mấy đại thần kiếm, phát hiện sắc trời đã sáng choang, lúc này mới đi vào quảng trường. Chỉ thấy rộng tràng đã tụ tập rất nhiều người, Tây Long, Trần Kính, Lý Bích mấy người đều tới, còn tới rất nhiều đệ tử. Rõ ràng những đệ tử này đều là nghĩ tới xem một chút Dương Tiểu Thiên Tân sinh sát hay kết quả. Thấy Dương Tiểu Thiên đến, Tây Long đang muốn mở miệng, đột nhiên, có người giật mình nói. Phủ chủ đại nhân, phủ chủ đại nhân đến rồi. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn người trung niên phá không bay tới, sau lưng đi theo thương thần phủ một đám cao tầng, như Dương Tiểu Thiên thấy lúc trước tại tử vong kiếm chủng thấy qua đao thần triệu phong. Chúng đệ tử gặp bọn họ phủ chủ đại nhân vậy mà hiện thân, đều là kích động không thôi. Phải biết bọn hắn phủ chủ bình thường là cực ít hiện thân, cho dù là thương thần lục tử, cũng rất ít có thể gặp được phủ chủ tàng vĩnh giang. Mà lại lần này không chỉ có là tàng vĩnh giang đến đây, còn có đao thần triệu phong, dược thần lý nhiên, lại thêm đã đến tới kiếm thần Tây Long, tứ thần đã đến tam thần. Dương Tiểu Thiên tham gia một cái tân sinh sát hạch, không chỉ kinh động đến bọn hắn phủ chủ đại nhân, hơn nữa còn tới tứ thần bên trong tam thần. Cái này khiến rất nhiều đệ tử đều là giật mình, ghen ti với, không ngừng, hâm mộ. Phải biết, cho dù là thương thần lục tử đứng đầu nhậm thiên giã, tham gia hàng năm đệ tử thi đấu, bọn hắn phủ chủ đều sẽ không xuất hiện. Thấy tàng vĩnh giang đến, Tây Long, Trần Kính, Lý Bích đám người mau tới trước đón lây. Tàng thiến thiên tiến lên, đi vào tàng vĩnh giang trước mặt, rất là nhu thuận nói. Tàng tổ, Dương Tiểu Thiên cũng cùng vạn ninh công chúa mấy người tiến lên kho mình hành lễ. Phủ chủ đại nhân, tàng vĩnh giang đối tàng thiên thiên cười nói tiểu nha đầu người luôn luôn ngạo cao ngất tự giác thiên phú thiên hạ đệ nhất hiện tại bại đi trong mắt của hắn tràn đầy sủng ái tăng thiến thiên biết tăng tổ phụ chỉ chính là mình thua với dương tiểu thiên sự tình xinh đẹp mặt đỏ hồng nói ra về sau ta sẽ cố gắng đoạt được thương thần phủ đệ tử thi đấu đệ nhất tăng vĩnh giang cười ha ha tầm mắt rơi vào dương tiểu thiên trên thân cười nói tiểu thiên đúng không quả nhiên tuấn tú lịch sự nhân trung chi long không hổ là tam thiên đế dương thần đâu chúng đệ tử thấy luôn luôn nghiêm khắc phủ chủ đại nhân giờ phút này liên tục tán dương dương tiểu thiên càng là hâm mộ gấp phủ chủ đại nhân khen ngợi dương tiểu thiên ôm quyền cười nói tây long cho dương tiểu thiên giới thiệu mọi người đối dương tiểu thiên cười nói triệu phong đại nhân người thấy qua vị này là dược thần lý niên đại nhân hắn nhưng là các người học viện lý bích lão tổ đại ca dương tiểu thiên cực kỳ ngoài ý muốn thương thần phủ dược thần lý niên là bọn hắn thương thần học viện lão tổ lý bích đại ca. Này thật đúng là không nghĩ tới. Dương Tiểu Thiên cũng đều thấy qua triệu phong, lý nhiên cùng thương thần phủ một đám cao tầng. Tăng Vĩnh Giang đối Dương Tiểu Thiên cười nói, chúng ta thương thần phủ tân sinh khảo hải cao nhất ghi chép là nhậm thiên giã, hắn trong vòng một ngày săn giết 10 vạn 1,234 đầu đế cảnh hung thú. Thế nào, có lòng tin hay không đánh võ nhậm thiên giã ghi chép? Sau đó cười nói, ngươi nếu có thể đánh vỡ nhậm thiên giã ghi chép, Ta cho. Người năm mai sinh mệnh thần thạch, như thế nào? Năm mai sinh mệnh thần thạch, chúng đệ tử đều là thật khiếp hãi. Lần này thương thần phủ đệ tử thi đấu, đoạt được thứ hai thứ ba, mới ban thưởng năm mai sinh mệnh thần thạch. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Dương Tiểu Thiên nếu có thể đánh vỡ Tân Sinh sát hạch ghi chép, trực tiếp bị ban thưởng năm mai. Liên kiếm thần tây long mấy người cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới tầng Vĩnh Giang sẽ cầm năm mai sinh mệnh thần thạch ban thưởng Dương Tiểu Thiên rõ ràng tằng vĩnh giang đối dương tiểu thiên hậu ái liên tằng thiến thiến cũng đều chu môi cảm thấy tằng tổ đại nhân bất công dương tiểu thiên vui mừng cười nói tiểu thiên sẽ cố gắng tốt tằng vĩnh giang nghe được dương tiểu thiên lời nói bên trong lòng tin cười nói sau đó chính là đệ tử mới sát hạch tây long mở ra bí cảnh chi môn đem dương tiểu thiên tằng thiến thiến vạn ninh sáu người cùng một chỗ đưa vào bí cảnh bên trong thương thần Phủ tân sinh sát hạch kỳ thật cùng thương thần học viện tân sinh sát hạch không sai biệt lắm, đều là tiến vào bí cảnh săn giết hung thú. chỉ bất quá thương thần học viện lúc là săn giết tôn cảnh hung thú, thương thần phủ săn giết là đế cảnh hung thú. nhưng muốn thông qua thương thần phủ sát hạch trong vòng một ngày, nhất định phải săn giết hai ngàn đầu đế cảnh hung thú. thấy dương tiểu thiên tiến vào bí cảnh, tăng vĩnh giang đối tây long đám người cười nói: các ngươi nói tiểu thiên tên tiểu tử này có thể săn giết đạt được nhiều ít đầu? Dược thần Lý Niên cười nói, ta đoán là 11 vạn con, săn giết hung thú, càng về sau liền càng khó. Bởi vì càng đi về phía sau, chân nguyên tiêu hao càng lớn, săn giết tốc độ sẽ chậm lại. Ta đoán cũng là 11 vạn con, đao thần Triệu Phong cười nói, ta cảm thấy là 12 vạn đầu. Kiếm thần Tây Long cười nói, hắn là 13 vạn con, Trần Kính lại là cười nói. Tăng Vĩnh Giang thấy mọi người đều nhận định Dương Tiểu Thiên có thể đánh phá ghi chép, cười ha ha một tiếng, nói ra. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, xem tên tiểu tử này đến cùng có thể săn giết nhiều ít đầu. Giờ phút này, tiến vào bí cảnh bên trong về sau, Dương Tiểu Thiên lực lượng linh hồn bày ra, thúc giục đan điển, 1,296 huyệt khiếu cùng thần hải hết thảy chân nguyên, đối mỗ một cái phương hướng, hai quả đấm đột nhiên oanh ra. Oanh, run sợ lực lượng hóa thành hai đạo run sợ vô cùng màu vàng kim quang hải, theo Dương Tiểu Thiên hai quả đấm chỉ bên trong bay ra lập tức, thiên địa chấn động, sóng khí quay cuồng, vô số hung thú tung bay, huyết vũ rực rõ, đám hung thú này liền kêu thảm cũng không kịp, liền toàn bộ bị chấn thành huyết vũ. Tại tôn cảnh thập trọng hậu kỳ lúc, liền lâm Việt đều ngăn cản không nổi Dương Tiểu Thiên chân nguyên lực lược, huống chi hiện tại Dương Tiểu Thiên đã đột phá đế cảnh. Hiện tại cho dù là đế cảnh thập trọng đỉnh phong hung thú, chịu Dương Tiểu Thiên một quyền, cũng là trực tiếp bị oanh bạo. Dương Tiểu Thiên lực quyền dùng thế như trẻ che chi thế, đánh phía thiên chi phần cuối. Theo một đầu lại một con hung thú bị oanh chết, Dương Tiểu Thiên sát hạch lệnh bài không ngừng hào quang phun trào. Một đầu, hai đầu, mười đầu, một trăm đầu, một ngàn đầu, hai ngàn đầu, một vạn đầu, làm Dương Tiểu Thiên lực quyền tại thiên chi phần cuối triệt để dừng lại, hắn sát hạch lệnh bài bất ngờ nhiều hơn một vạn ba ngàn đoàn ánh sáng đoàn. Một kích này, hắn oanh bạo hơn một vạn ba ngàn đầu đế cảnh hung thú. Đây là hạng gì vĩ ngạn lực lượng, chiếu tốc độ như vậy, hắn chỉ cần tám quyền như vậy hắn săn giết hung thú liền có thể siêu việt nhậm thiên giã đánh võ thương thần phủ đệ tử mới sát hạch ghi chép bất quá dương tiểu thiên vẫn là ngại quá chậm cho nên quyền thứ hai hắn thúc giục vĩnh hằng thần thể lực lượng oanh chỉ gặp hắn hai quả đấm oanh ra thời gian trường hà mang theo dọa người lực lượng đánh phía thiên chỉ phần cuối về sau lần nữa đánh phía thiên chỉ phần cuối toàn bộ bí cảnh không gian đều là chấn động kịch liệt như là muốn sụp đổ Tại bí cảnh địa, phương khác săn giết hung thú tầng thiên thiến, quân tiêu giao đám người cảm nhận được Dương Tiểu Thiên cái kia cường tuyệt lực lượng vô địch, đều là run sợ thất sắc. Quả nhiên, tại vĩnh hằng thần thể lực lượng dưới, lần này săn giết hung thú lần nữa tăng vọt, đạt đến hai vạn đầu. Dương Tiểu Thiên phá không bay lên, lần nữa đánh ra quyền thứ ba. Vĩnh hằng thần thể lực lượng lần nữa bộc phát, như thế liên tục mấy quyền về sau, Dương Tiểu Thiên liền ngừng lại, sau đó lợi dụng thân phận bài, truyền đưa ra bí cảnh không gian. Chỉ cần săn giết đủ hung thú là có thể nửa đường rời đi bí cảnh không gian, không cần ngây ngốc một ngày. Cho nên, khi tiến vào bí cảnh không gian mười mấy hơi thở về sau, Dương Tiểu Thiên liền theo bí cảnh không gian ra tới. Cho nên, Tăng Vĩnh Giang, Tây Long đám người đang đang đàm luận Dương Tiểu Thiên có thể săn giết nhiều ít con hung thú lúc, đột nhiên, liền thấy bí cảnh không gian hào quang lóe lên, Dương Tiểu Thiên theo bí cảnh không gian đi ra, bạn nghe chuyện nhanh hãy truy cập ngay trang web nữ com để nghe chuyện MP3 nhanh và mới nhất. chương 463, có thể là 30 vạn năm, tất cả mọi người ngừng lại. Tăng Vĩnh Giang, Tây Long, Trần Kính kinh ngạc mà nhìn xem theo bí cảnh ra tới Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên không phải vừa mới tiến bí cảnh sao? Sao lại ra làm gì? Không phải là sát hạch thất bại đi. Đột nhiên, nơi xa trong đám người, có đệ tử nhỏ giọng thầm thì nói. Dương Tiểu Thiên mới vừa đi vào mười mấy hơi thở liền ra tới, cũng khó trách những đệ tử này có ý tưởng như vậy. Có chút đệ tử mới tiến vào bí cảnh về sau, nếu là gặp được cực kỳ cường đại hung thú, gặp nguy hiểm tính mạng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo bí cảnh bên trong trốn tới. Dương Tiểu Thiên nói không chừng liền gặp đế cảnh thập trọng đỉnh phong hung thú. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều hạch tâm đệ tử không khỏi cười trên nỗi đau của người khác dâng lên. Dương Tiểu Thiên tân sinh sát hạch thất bại, đây chẳng phải là liền thương thần phủ đều thêm không vào được Tầng vĩnh giang tây long mấy người cũng là sầm mặt lại tiểu thiên chuyện gì xảy ra trần kính gấp nhưng tiến lên hỏi dương tiểu thiên vẻ mặt như thường cười nói viện trưởng ta đã thông qua sát hạch thông qua sát hạch mọi người khẽ giật mình ngươi săn giết đủ hai ngàn con hung thú trần kính giật mình dương tiểu thiên biết mọi người nghỉ hoặc đi vào tằng vĩnh giang trước mặt đem sát hạch thân phận bài lấy ra ngoài giao cho tằng vĩnh giang tầm vĩnh giang ánh mắt nghỉ hoặc mở ra dương tiểu thiên thân phận bài bên trong không gian xem xét đãi hắn thấy thân phận bài bên trong không gian cái kia lít nha lít nhít đếm mãi không hết chùm sáng lúc ngây người một mặt kinh hãi giống gặp quỷ tây long thấy tầm vĩnh giang bộ dáng không khỏi ngạc nhiên nghỉ ngờ cũng đều tiếp nhận dương tiểu thiên thân phận bài mở ra xem đồng dạng hai mắt trừng trực phảng phất bên trong có một trăm thanh thần kiếm Sự thần lý niên tò mò tiếp nhận xem xét một mặt rung động này, điều đó không có khả năng. Thấy tầng Vĩnh Giang, Tây Long, Lý Niên Bộ Giáng, tất cả mọi người là trong lòng cảm thấy kỳ quái, không rõ luôn luôn không thích phu sắc, không giận tại hình phủ chủ đại nhân làm sao thất thố như thế. Đao thần Triệu Phong tiếp nhận xem xét, thất thanh nói, 143, 200 đầu, 143, 200 đầu. Hiện trường đệ tử hoàn toàn tĩnh nghịch, liền trần kính, lý bích mấy người cũng một mặt ngốc trệ. Dương Tiểu Thiên mới đi vào mười mấy hơi thở, liền săn giết 143,000200 đầu. Lúc này, Nhậm Thiên Giã đang ngồi ở động phủ mình đại điện, nhàn nhã uống vào cực phẩm long trà, hỏi thủ hạ. Dương Tiểu Thiên tân sinh sát hạch bắt đầu đi, hồi bẩm đại sư huynh, đã bắt đầu. Dưới tay hắn tranh thủ thời gian hồi đáp, sau đó trần chờ nói. Phủ chủ đại nhân, đao thần, dược thần đại nhân bọn hắn đều đi hiện trường. Mà lại phủ chủ đại nhân nói, nếu là Dương Tiểu Thiên có thể đánh phá đại sư huynh ngươi ghi chép, cho Dương Tiểu Thiên năm mai thiên mệnh thần thạch. Cái g, y, nhậm thiên giã nghe xong, vẻ mặt đột nhiên chìm xuống, trực tiếp đem chén trà trong tay bóp nát. Hắn vì thương thần phủ lập xuống vô số công lao, hắn thiên phú, càng bị ca tụng là thương thần phủ từ trước tới nay đệ nhất nhân, đều không có như thế ưu đãi. Dương Tiểu Thiên một cái vừa mới tiến tới đệ tử mới, có tài đức gì cũng dám hưởng thụ năm mai thiên mệnh thần thạch. La Chu, Tàng mẫn mấy người vừa từ bên ngoài tiên đến nghe được, cũng là sầu ẩm mặt lại. Đại sư huynh năm đó tân sinh sát hạch, săn giết 10 vạn 1,234 con hung thú, cái kỷ lục này, giữ vững nhiều năm, không người có thể đánh phá, dương tiểu thiên chiến lực mặc dù kinh người, thế nhưng chưa hắn có thể đánh phá. Tăng mẫn trầm giọng nói, thế nhưng đúng lúc này, liền thấy một vị đệ tử hoảng sợ chạy vào, thở hổn hển nói. Đại sư huynh, tân sinh sát hạch bên kia vừa mới truyền đến tin tức, nói Dương Tiểu Thiên săn giết 143, 200 con hung thú. Cái gì, nhậm thiên giã chân động đen không được, theo trên ghế ngồi đứng lên, một mặt khó có thể tin. La Chu, Tăng Mẫn hai người cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Người nói, 143, 200 đầu. Sát hạch không phải vừa mới bắt đầu sao, nhậm thiên giã trên mặt gân xanh lộ ra, ánh mắt đáng sợ. Là vừa mới bắt đầu, cái kia vị đệ tử EA nói nghe nói Dương Tiểu Thiên đi vào mới mười mấy hơi thở liền theo bí cảnh ra tới. Tất cả mọi người cho là hắn sát hạch thất bại, có thể là, phủ chủ đại nhân, đao thần đại nhân bọn hắn kiểm tra Dương Tiểu Thiên thân phận bài, mới phát hiện Dương Tiểu Thiên đã săn giết 143,000200 con hung thú. Nhậm Thiên giã ngây ra như phông. la chu, tăng mẫn trong óc trống rỗng, này còn là người sao, mười mấy hơi thở, săn giết hơn 14 vạn đầu đế cảnh hung thú. Trong lòng hai người, kinh đào hải lãng. Rất nhanh, Dương Tiểu Thiên Tân sinh khảo hạch kết quả, truyền ra tới. Thương thần phủ vô số đệ tử ai cũng kinh hãi. Sát lục con trai mạnh bách đang muốn thuận tiện, nghe được tin tức, một hồi lạnh cóng, xinh xinh nén trở về. Cuối cùng, Dương Tiểu Thiên theo tàng vĩnh giang tay ở bên trong lấy được năm mai thiên mệnh thần thạch. Ban đêm buông xuống, Dương Tiểu Thiên trong động phủ lấy ra cái kia một viên thiên mệnh thần thạch. Thiên mệnh thần thạch không lớn, chỉ lón cỡ lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt thần huy cùng thần bí vận mệnh chỉ quang. Dương Tiểu Thiên vận chuyển thủy long quyết, bắt đầu thôn phệ thiên mệnh thần thạch bên trong năng lượng ẩn chứa. Lập tức, từng sợi thần huy theo thiên mệnh thần thạch bên trong bay ra, tràn vào Dương Tiểu Thiên trong cơ thể, sau đó dung nhập Dương Tiểu Thiên thần hải thiên địa. Làm thiên mệnh thần thạch thần huy dung nhập hắn thần hải thiên địa, hắn thần hải thiên địa chiếu sáng dạng rõ, không ngừng ngưng tụ dâng lên. Lúc này, Thương Thần phủ đại điện lại là đèn đuốc sáng trưng, tăng vĩnh giang, Tây Long, Triệu Phong, Lý Niên, Trần Kính đám người đều đang ngồi. Việc này, đại gia thấy thế nào? Tăng Vĩnh Giang mở miệng nói, ý chỉ dương tiểu thiên tân sinh sát hạch sự tình. Mặc dù không biết tên tiểu tử này là làm sao làm được, thế nhưng việc này không giả được. Tây Long không chút nghỉ ngợi nói. Triệu Phong cười khổ nói. Trước đó vài ngày chúng ta đều đang suy đoán vĩnh hằng thần thể uy lực, xem ra vĩnh hằng thần thể uy lực vượt xa chúng ta tưởng tượng. Theo Triệu Phong, Dương Tiểu Thiên có thể ngắn như vậy thời gian săn giết nhiều như vậy hung thú, khẳng định là mượn vĩnh hằng thần thể lực lượng. Tàng Vĩnh Giang lại là cười nói, ta luôn cảm thấy tên tiểu tử này trên thân còn có thật nhiều chúng ta không biết bí mật, ta để cho người ta đi thiên táng học viện điều tra qua, Tiểu Thiên đánh với Đỗ Hồng Thanh một trận, hắn chính miệng nói qua, hắn hồn hoàn không ngừng 10 vạn năm. Cái gì, không ngừng 10 vạn năm, Tây Long, Triệu Phong mấy người đều là giật nảy cả mình. Phủ chủ có ý tứ là, tiểu thiên là 20 vạn năm hồn hoàn. Tây Long kinh ngạc, Tàng Vĩnh Giang gật đầu cười nói. Hắn chỉ nói là, hắn hồn hoàn không ngừng 10 vạn năm, nhưng đúng, có phải khôn. G20 vạn năm, cũng không biết. Sau đó nói lời kinh người nói. Nói không chừng hắn hồn hoàn có thể là 30 vạn năm. 30 vạn năm, Tây Long, Triệu Phong mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Liên Trần Kính cũng không ngoại lệ. Tàng Vĩnh Giang nhìn xem Dương Tiểu Thiên động phủ hướng đi, nói ra có phải hay không 30 vạn năm hồn hoàn, chờ hắn gọi ra võ hồn ngày đó, chúng ta liền biết. Tên tiểu tử này, một mực không có ở trước mặt mọi người gọi ra võ hồn qua. Hắn võ hồn cùng hồn hoàn khẳng định vô cùng kinh người, không phải không có khả năng ẩn giấu đến sâu như thế. Tằng Vĩnh Giang, tại đại điện trên không vang vọng thật lâu. Đối với Tằng Vĩnh Giang đám người suy đoán, Dương Tiểu Thiên cũng không biết, hắn đang một lòng luyện hóa theo Tằng Vĩnh Giang nơi đó lấy được năm mai thiên mệnh thần thạch hai ngày đi qua, cuối cùng, năm mai thiên mệnh thần thạch toàn bộ luyện hóa. chương 464, thương thần chi tử nhậm thiên giã tại thôn vệ năm mai thiên mệnh thần thạch về sau, hắn thần hải thiên địa, hào quang càng là sáng choang, bầu trời, đại địa tựa như rát lên một tầng màu vàng kim tinh mịn lưu quang. Chẳng qua là, dương tiểu thiên lại là nhướng mày, thôn vệ năm mai thiên mệnh thần thạch về sau, hắn thần hải thiên địa mặc dù kiên cố rất nhiều, thế nhưng, dùng hắn hiện tại thần hải trình độ chắc chắn, còn chưa đầy đủ gánh chịu hai đầu hỗn nguyên thiên mệnh lực lượng. Trừ phi lại có năm mai thiên mệnh thần thạch, có thể là, bây giờ đi đâu lại làm năm mai thiên mệnh thần thạch. Dương Tiểu Thiên không khỏi nghĩ đến thương thần phủ đệ tử thi đấu. Như hắn có thể đoạt được thứ nhất, cũng đánh bại chín người đứng đầu, cái kia là hắn có thể đạt được 37 miếng thiên mệnh thần thạch. Nếu có 37 miếng thiên mệnh thần thạch nền vững chắc hắn thần hải thiên địa, đừng nói hai đầu hỗn nguyên thiên mệnh, chính là năm cái hỗn nguyên thiên mệnh, Hắn thần hải thiên địa đều có thể gánh chịu được. Nghĩ đến nơi này, Dương Tiểu Thiên ra động phủ, hướng nhiệm vụ điện chỗ ghi danh bay tới. Ngay tại Dương Tiểu Thiên hướng nhiệm vụ điện chỗ ghi danh bay tới lúc, Nhậm Thiên dã vẻ mặt khó coi mà nhìn xem La Chu. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" La Chu hít sâu một hơi, nói ra: "Hai ngày này, rất nhiều hạch tâm đệ tử đã điều tra Dương Tiểu Thiên, nói Dương Tiểu Thiên từng tại Phật Nguyên Thiên Táng học viện dạo qua, trước đó vài ngày, Dương Tiểu Thiên đánh với Đỗ Hồng Thanh một trận." từng chính miệng nói qua, hắn hồn hoàn không ngừng 10 vạn năm. Cái gì, không ngừng 10 vạn năm, một bên Tăng mẫn, mạnh bách, siêu thụy hoành mấy người nghe xong, đều là kinh hô. Không sai, Dương Tiểu Thiên chính miệng thừa nhận qua, hắn hồn hoàn không ngừng 10 vạn năm. La Chu Thanh Âm có chút xúc động, thiên táng học viện rất nhiều đệ tử đều nói Dương Tiểu Thiên hồn hoàn là 20 vạn năm. 20 vạn năm, tăng mẫn, mạnh bách mấy người đều là đại chấn thiên táng học viện những đệ tử kia tận mắt nhìn đến Dương Tiểu Thiên hồn hoàn là 20 vạn năm. Nhậm thiên giã trầm giọng hỏi, này thật không có, la chu lắc đầu, thiên táng học viện những đệ tử kia cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tàng mẫn lắc đầu nói, chẳng qua là suy đoán, vậy thì không phải là thật, nói không chừng Dương Tiểu Thiên hồn hoàn cũng chỉ là 11 vạn năm. Nàng không tin Dương Tiểu Thiên hồn hoàn lại là 20 vạn năm. Mạnh bách hai mắt lấp lánh, đến cùng là bao nhiêu vạn năm hồn hoàn, chờ hắn ra thương thần phủ ta đi thử một lần liền biết hắn cái này sát lục con trai đồng dạng không tin nay thiên học viện thi đấu bắt đầu báo danh a nhậm thiên giã đột nhiên hỏi hắn không muốn lại tại dương tiểu thiên hồn hoàn vấn đề này lại giật xuống đi càng kéo càng phiền hôm nay bắt đầu la chu gật đầu nói đi thôi chúng ta đi nhiệm vụ điện đi một chút nhậm thiên giã nói ra sau đó ra động phủ cùng la chu tăng mẫn Mạnh bách mấy người hướng nhiệm vụ điện chỗ ghi danh bay tới. Nhiệm vụ điện khoảng cách Dương Tiểu Thiên chỗ động phủ không xa, không đến một khắc đồng hồ, Dương Tiểu Thiên N liền đi tới nhiệm vụ điện, mặc dù là sáng sớm, thế nhưng nhiệm vụ điện đã chật ních rất nhiều đệ tử. Mặc kệ là cái nào học viện cùng tông môn, nhiệm vụ điện đều là nhất phồn nháo. Dương Tiểu Thiên đến, dẫn tới nhiệm vụ điện chấn động không nhỏ. Là Tam Thiên Đế Dương Thần, hắn tới nhiệm vụ điện làm gì? nhiệm vụ điện đệ tử a cũng một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem dương tiểu thiên dương tiểu thiên không để ý đến mọi người hướng đệ tử thi đấu chỗ ghi danh đi tới dương thần chẳng lẽ muốn báo danh khóa này đệ tử thi đấu chúng đệ tử thấy thế giật mình tại chúng đệ tử nhìn soi mói dương tiểu thiên đi tới chỗ ghi danh đăng ký báo danh nhưng sau nhận lấy tỉ thí thân phận bài liền muốn ly khai chẳng qua là ngay tại dương tiểu thiên muốn rời khỏi lúc nhấm thiên giã la chu tăng mẫn Mạnh Bách, Diêu Thụy Hoành năm người vừa vặn đi vào nhiệm vụ điện. Mấy người tại nhiệm vụ điện cửa chính không hẹn mà gặp. Là đại sư huynh, tăng mẫn sư tỷ, Nhậm Thiên Giã năm người tế nhiên xuất hiện, nhiệm vụ điện một đám đệ tử kinh động. Dương Tiểu Thiên, Mạnh Bách không nghĩ tới lại ở này gặp được Dương Tiểu Thiên, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Dương Tiểu Thiên, Nhậm Thiên Giã, tăng mẫn mấy người nghe xong thiếu niên trước mắt liền là Dương Tiểu Thiên, giật mình, bỗng nhiên hướng Dương Tiểu Thiên nhìn lại. Dương Tiểu Thiên cùng nhậm thiên giã mấy người ánh mắt đụng vào nhau, ánh mắt của hắn rơi vào nhậm thiên giã trên thân. Nhậm thiên giã, thương thần phủ chúng đệ tử đại sư huynh, danh xưng thương thần chi tử. Cũng là thương thần lục tử đứng đầu, thiên phú mạnh, danh chấn thương thần đại lục, có người cầm nhậm thiên giã cùng năm đó chúng thần chi chủ so sánh. Thậm chí có người cảm thấy nhậm thiên giã thiên phú so chúng thần chi chủ còn mạnh hơn. Chúng thần chi chủ là 10 vạn năm trước thương thần đại lục kinh diễm nhất cường giả, lực áp năm đó bất tử tà tôn, thi ma, phạm thiên kiếm thần. Nhậm thiên giã so năm đó chúng thần chi chủ còn mạnh hơn, rõ ràng sự kinh người của thiên phú. Dương Tiểu Thiên, nhậm thiên giã nhìn chăm chú lấy Dương Tiểu Thiên, chậm rãi nói. Nhậm thiên giã, Dương Tiểu Thiên cũng mở miệng nói. Nghe Dương Tiểu Thiên gọi thắng nhậm thiên giã tên, hiện trường rất nhiều đệ tử đều là tắc lưỡi, tại thương thần phủ, nhậm thiên giã cái tên này có thể là kiêng kỵ. Mọi người đối nhậm thiên giã chỉ dám xưng hô đại sư huynh. Nhậm thiên giã nghe Dương Tiểu Thiên gọi thẳng chính mình tục danh, sợ ẩm mặt lại. Mạnh bách đột nhiên mở miệng nói, Dương Tiểu Thiên, nghe nói ngươi là 20 vạn năm hồn hoàn đúng không? Đại điện rất nhiều đệ tử còn không biết việc này, nghe xong, đều là chấn kinh dị thường mà nhìn xem Dương Tiểu Thiên. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Dương Tiểu Thiên vẻ mặt như thường, nếu là, ta cũng muốn kiến thức một chút 20 vạn năm hồn hoàn lực lượng. Mạnh bách toàn thân kiếm khí phun trào, Sát lục chỉ khí khóa chặt Dương Tiểu Thiên. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy, Dương Tiểu Thiên nhìn mạnh bách liếc mắt, phá không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, tan biên chân trời. Siêu Thụy Hoành nhìn xem Dương Tiểu Thiên rời đi thân ảnh, cười lạnh nói. Ta xem tiểu tử này là trột dạ, không dám nhận chịu mạnh sư đệ khiêu chiến. Sau đó, nhậm thiên giã mấy người đi vào nội điện, phát hiện rất nhiều đệ tử đều đang đàm luận Dương Tiểu Thiên báo danh tham gia khóa này đệ tử thi đấu sự tình. Nhậm thiên giã mấy người giờ mới hiểu được Dương Tiểu Thiên cuối cùng câu kia các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy là có ý gì. Một cái đế cảnh nhất trọng cũng dám báo danh tham gia khóa này đệ tử thi đấu. Siêu thụy hoành hai mắt vệ huyết, hắc hắc, hắn còn thật sự cho rằng, người có thể giống như thương thần học viện đoạt được học viện thi đấu đệ nhất à. Nhậm thiên giã song nắm siết chặt, Dương Tiểu Thiên, đến lúc đó là ta, trên thân như hồng hoang như cự thú khí tức tràn ngập thiên địa. Mà Dương Tiểu Thiên sau khi rời đi, cũng không có hồi trở lại động phủ, mà là đi bái phỏng phủ chủ Tăng Vĩnh Giang Hắn nghĩ đọc qua thương thần cá y kia bản ghi chép tinh thần thần thụ hạ lạc bản chép tay Thế nhưng cái này quyền hạn, cần Tăng Vĩnh Giang cho phép mới được Tăng Vĩnh Giang biết được Dương Tiểu Thiên muốn đọc qua thương thần bản chép tay Không khỏi cười khổ, tên tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ Tiến thương thần phủ liền muốn đọc qua thương thần bản chép tay Thương thần bản chép tay tại thương thần cung cũng chỉ có hắn cùng số ít mấy cái cổ tổ mới có thể đi vào thương thần cung. Nếu là những người khác dám nhắc tới yêu cầu này, hắn đã sớm một bàn tay quất tới. Tàng Vĩnh Giang cũng không giấu giếm Dương Tiểu Thiên, lời nói thật nói. Tiểu Thiên, không dối gạt ngươi, ngươi phải vào thương thần cung đọc qua thương thần bản chép tay, cần thương hùng đại nhân cho phép mới được, có thể là thương hùng đại nhân thụ thương, đã bế quan nhiều ngày, gần đây sợ là ra không được quan. Dương Tiểu Thiên nhướng mày. Hắn dĩ nhiên biết Thương Hùng vì cái gì bị thương, tại tử vong kiếm trùng lúc, nếu không phải hắn ra tay, Thương Hùng hiện tại chỉ sợ đã sớm chết. Chương 465, Thiên Địa Thần Thể Thương Hùng đại nhân đại khái bao lâu mới có thể xuất quan? Dương Tiểu Thiên hỏi, khó nói, Tăng Vĩnh Giang lắc đầu nói, bất quá, thần phủ đệ tử thi đấu trước đó, Thương Hùng đại nhân khẳng định là ra không được đóng. Nói đến thần phủ đệ tử thi đấu, Tăng Vĩnh Giang đối Dương Tiểu Thiên cười nói: Ngươi tên tiểu tử này, vậy mà chạy đi báo danh khóa này đệ tử thi đấu. Vừa mới nhiệm vụ điện bên kia đã hướng hắn bẩm báo Dương Tiểu Thiên báo danh sự tình. Hắn cười nói, xem ra ngươi lòng tin 10 phần nha. Dương Tiểu Thiên cười nói, Tiểu Thiên nhất định nỗ lực đoạt được một cái thứ tự tốt. Tăng Vĩnh Giang cười ha ha một tiếng, "Tốt, vậy chúng ta những lão già này liền rửa mắt mà đợi." Sau đó lại nói, "Ngươi nếu có thể đoạt được 10 vị trí đầu, cá nhân ta ban thưởng ngươi một viên thần cấp đan dược. Dương Tiểu Thiên niềm vui ngoài ý muốn, thần cấp đan dược, Tàng Vĩnh Giang thấy Dương Tiểu Thiên hai mắt sáng lên bộ dáng, cười nói. Không sai, thần cấp đan dược, này miếng thần cấp đan dược có thể là ta chân tàng rất nhiều năm bảo bối, một mực không nỡ bỏ dùng, tiểu tử ngươi nếu là lần này có thể đoạt được 10 vị trí đầu, ta không thèm đếm xỉa, đem này miếng thần cấp đan dược cho ngươi. Dương Tiểu Thiên nghe vậy, cười nói, đa tạ phủ chủ đại nhân. Tăng Vĩnh Giang cười nói: "Ngươi trước đừng cảm ơn ta, chờ ngươi đoạt được 10 vị trí đầu lại nói." Mặc dù Dương Tiểu Thiên lần này tân sinh sát hạch biểu hiện thật là kinh người, thế nhưng có thể hay không đoạt được lần này thần phủ thi đấu thứ nhất, Tăng Vĩnh Giang cảm thấy vẫn còn có chút treo. Dù sao Dương Tiểu Thiên hiện tại mới đế cảnh nhất trọng mà thôi. Hắn cùng Tây Long, Triệu Phong đám người đánh giá qua Dương Tiểu Thiên hiện tại chiến lực, Dương Tiểu Thiên thực lực bây giờ hẳn là tại thần phủ trong các đệ tử xếp tại 20 vị trí đầu. Đây đã là một cái để cho người ta khó có thể tin đánh giá, dù sao Dương Tiểu Thiên mới đế cảnh nhất trọng. Dương Tiểu Thiên cười nói, "Tốt, ta sẽ cố gắng." Sau đó, Dương Tiểu Thiên cũng không ở lâu thêm, rời đi tầng Vĩnh Giang động phủ. Trở lại mỏm núi về sau, Dương Tiểu Thiên lại là nghĩ đến như thế nào luyện hóa cố kia Vạn Cổ Thiên Quan. Từ lần trước hắn tại Vạn Cổ Thiên Mộ đạt được cố kia Vạn Cổ Thiên Quan về sau, vẫn tìm kiếm nghĩ cách luyện hóa Vạn Cổ Thiên Quan chẳng qua là từ đầu đến cuối không có thành công cô kia vạn cổ thiên quan chính là viễn cổ hoàng tuyển ma môn tà môn nhất kinh khủng nhất thần khí hắn như có thể đem luyện hóa cũng trưởng khống vậy hắn chiến lực tuyệt đối lại có thể đại đại tăng vọt mà lại vạn cổ thiên quan bên trong táng lấy hoàng tuyển ma môn trăm vạn năm trước cường đại nhất cổ tổ vị kia cổ tổ còn không có chân chính chết hết nếu là hắn có thể thu phục vị kia cổ tổ cái kia bên cạnh hắn liền có hơn một vị tuyệt thế vô địch cường giả cho nên hắn quyết định ngày mai đi một chuyến âm phong giáo, xem có thể hay không tìm tới luyện hóa vạn cổ thiên qua. N phương pháp, thần phủ thi đấu, tại sau 3 tháng mới bắt đầu, hắn đến lúc đó gấp trở về vừa vặn có khả năng tham gia thần phủ thi đấu. Ngay tại Dương Tiểu Thiên quyết định ngày mai đi tới âm phong giáo lúc, tăng thiến thiến, vạn ninh hai nữ đến tìm Dương Tiểu Thiên. Hai nữ gặp lại Dương Tiểu Thiên, trong đôi mắt đẹp đều là nhiều hơn một phần sùng bái. Dương Tiểu Thiên tân sinh sát hạch, mười mấy hơi thở, săn giết hơn 14 vạn con hung thú, sớm đã chấn kinh rất nhiều đế quốc, hai nữ theo bí cảnh sát hạch ra tới, biết được về sau cũng là chấn kinh đến không được. Đặc biệt là công chúa Vạn Ninh, gặp lại Dương Tiểu Thiên, ánh mắt có chút hỏa, có chút cay. Dương Sư Đệ, người đến lúc đó tham gia thần phủ thi đấu, có thể phải cẩn thận nhậm thiên giã. Tăng Thiến Thiến nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, nói ra, người tân sinh sát hạch phá vỡ hắn ghi chép, tăng tổ đại nhân tưởng thưởng cho ngươi năm mai thiên mệnh thần thạch, cái này khiến thương thần lục tử đối người ý kiến rất lớn đặc biệt là nhậm thiên giã hắn đối người ý kiến lớn nhất công chúa vạn ninh cũng nói thiên thiên nói không sai ngươi muốn cẩn thận cái kia nhậm thiên giã sát lục con trai mạnh bách khiêu chiến ngươi hẳn là thụ nhậm thiên giã cùng tằng mẫn xúi dục dương tiểu thiên gật đầu nói tốt ta biết rồi sau đó hỏi tằng thiên thiến người đối này nhậm thiên giã hiểu rõ không ý chỉ nhậm thiên giã thiên phú ai cũng biết nhậm thiên giã thiên phú kinh người thế nhưng đến cùng là cái gì thiên phú, bên ngoài lại cực ít có người nói được rõ ràng. Tăng thiên thiên trầm ngâm nói, nhậm thiên giã hắn cùng năm đó thương thần chỉ chủ đại nhân một dạng, tu luyện ra thiên địa thần thể, vạn ninh khuôn mặt kinh hãi. Cái gì, thiên địa thần thể, liên dương tiểu thiên cũng là lấy làm kinh hãi, thiên địa thần thế, không sai, thiên địa thần thể, tăng thiên thiên khuôn mặt ngưng trọng, liền là thiên địa thần thế, sau đó lại nói, nguyên nhân chính là này, hắn mới được xưng là thương thần chỉ tử mới được tôn là thương thần lục tử đứng đầu thì ra là thế dương tiểu thiên kinh ngạc không nghĩ tới nhậm thiên giã vậy mà cùng năm đó thương thần chỉ chủ một dạng có được đồng dạng thần thể thiên địa thần thể danh xưng là thương thần đại lục trăm vạn năm tới tối cường thần thể thiên địa thần thể tại thương thần đại lục có đủ loại thần kỳ truyền thuyết mặc dù trăm vạn năm trôi qua thế nhưng mọi người nâng lên thiên địa thần thể vẫn là kính sợ vẫn là sùng bái Chẳng qua là, từ thương thần chi chủ về sau, thiên địa thần thể liền lại không có người tu luyện thành công. Nghĩ không ra, thiên địa thần thể xuất thế. Vạn ninh cả kinh nói, thiên địa thần thể xuất thế, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Thậm chí có người cho rằng, nếu có người có thể tu luyện ra thiên địa thần thể, vậy hắn liền là tiếp theo cái thương thần đại lục chi chủ. Tăng thiến thiến đối dương tiểu thiên, vạn ninh nói, việc này cũng không phải bí mật gì, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ công khai bởi vì nhậm thiên giã tu luyện ra thiên địa thần thể, cho nên thương hùng đại nhân đối với hắn nhìn bằng con mắt khác xưa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn hẳn là thương thần phủ phủ chủ đời kế. Thế nhưng nếu như có gì ngoài ý muốn, vậy liền không nhất định. Tàng thiên thiên nghĩ đến nơi này, không khỏi nhìn dương tiểu thiên liếc mắt. Đến mức nhậm thiên giã võ hồn, ta cũng không biết, ta hỏi qua tàng tổ đại nhân, tàng tổ đại nhân cũng không nói. Tàng thiên thiên nói ra, thế nhưng, hắn võ hồn, tuyệt đối là kinh người, không phải tăng tổ đại nhân không có khả năng như thế giữ bí mật. Dương Tiểu Thiên hai mắt ngưng tụ, liên phủ chủ đại nhân đều dám tùy tiện nói ra, xem ra này nhậm thiên giã võ hồn, rất mạnh mẽ, thậm chí có thể là thương thần duy nhật. Hắn võ hồn, tăng tổ đại nhân mặc dù giữ bí mật, nhưng lại cùng ta nói qua nhậm thiên giã thiên mệnh. Tăng thiên thiên nói đến đây, thanh âm có chút xúc động. Hắn đã tu luyện ra 10 đầu cửu trọng thiên mệnh, 10 đầu cửu trọng thiên mệnh, Vạn Ninh cực kỳ chấn kinh, nàng thân là Vạn TH, ân đề quốc công chúa, dĩ nhiên biết cửu trọng thiên mệnh có nhiều khó khăn tu luyện, toàn bộ vạn thần đế thất, cũng chỉ có nàng lão tổ tông mới tu luyện ra cửu trọng thiên mệnh. Tàng thiến thiên xúc động gật đầu, không sai, liền là cửu trọng thiên mệnh, hiện tại thương thần phủ trong đám đệ tử, cũng chỉ có hắn tu luyện ra cửu trọng thiên mệnh. Nói cách khác, thương thần lục tử bên trong, cũng chỉ có nhậm thiên giã tu luyện ra cửu trọng thiên mệnh. Biết được nhậm thiên giã tu luyện ra 10 đầu cửu trọng thiên mệnh, Dương Tiểu Thiên mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại không kinh hãi. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận nhậm thiên giã thiên phú kinh người, năm đó chúng thần chi chủ cũng mới tu luyện ra 9 đầu cửu trọng thiên mệnh. Cho nên Dương Sư Đệ, đến lúc đó thần phủ thi đấu, người nếu là rút đến cùng hắn đối chiến, có thể nhất thiết phải cẩn thận. Tăng Thiến Thiến đối Dương Tiểu Thiên nói, tốt, ta biết, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Dương Tiểu Thiên nói cảm tạ, Tăng Thiến Thiến có thể nói với hắn này chút, rõ ràng thành thật với nhau. Hai nữ lại ngồi một hồi, thấy sắc trời đã tối, lúc này mới rời đi Dương Tiểu Thiên động phủ. Tới đây đã kết thúc tập này, cảm ơn đã nghe hết tập này, hẹn gặp lại tập kế tiếp.